Đây là toàn bộ số tiền công đức khiến nhiều luồng trái chiều khác nhau. Một bên nói rằng tiền công đức bỏ vào chỉ để cảm thấy cái tâm nó nhẹ nhàng đi chứ không quan tâm là nó sẽ về túi của ai. Một bên thì cho rằng những người nghèo đang giúp những người giàu đã đầu tư xây chùa để tiếp tục mua nhà mua xe. Còn một bên thì lại bảo họ dùng tiền đó để xây dựng thêm chùa và sửa chữa hỗ trợ các trẻ em mồ côi. Còn bạn nghĩ sao khi bỏ tiền công đức?